Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ review bằng một cái đôi giày đến từ thương hiệu của Louis Vuitton. Thì cái em mình chỉ có mình đã làm rồi, mình đã làm cái phiên bản màu đen rồi. Thì hôm nay mình có một cái bản màu xanh zin đó, thành ra mình muốn giới thiệu cho các bạn xem ha. Và bên trong mình cũng sẽ có những cái box quen thuộc của thằng Louis Vuitton. Rồi mỗi chiếc giày thì nó sẽ có một cái dust bag mọi người ha. Thì cái dust bag mình cũng từng nói cho các bạn biết rồi ha. Các bạn cầm các bạn sẽ cảm nhận được cái hàng chính hãng như thế nào, và kể cả những cái dust bag của cái túi hay là cái phụ kiện mọi người, nó cũng đều có một cái độ gọi là chính xác của thằng Louis Vuitton. Và đây bên đây trong tay mình là có một cái chiếc giày mọi người nè. Cái này nó cũng giống như phiên bản màu đen thôi mọi người, không khác gì hết cho các, nó chỉ khác là nó là màu xanh zin. Xanh zin thì giống như là cái quần của mọi người ấy, mọi người cái quần mà mình hay mang, quần zin nó là màu xanh. Thì cái em này cũng vậy, nó là vừa một cái phần mid da với lại cái thằng xanh zin mọi người ha. Và ở bên trong mọi người, hôm nay mình sẽ có một cái size, size là size số 8. Số 8 thì kiểu như là size này các bạn phải để ý nha. Các bạn coi ở trên website của thằng Louis Vuitton á, thì các bạn phải để ý là cái thằng số 8 là nó là 27,5 cm, thì giống như là size 42 năm ở Việt Nam mình vậy đó. Còn nếu mà các bạn mang size thì các bạn phải coi kỹ, các bạn đo đúng cái size của mình á, rồi cái mình order về ha. Chứ nhiều khi các bạn mà không có coi size kỹ là các bạn sẽ order về một cái đôi giày nó sẽ to hơn cái chân của mọi người ạ. Và ở mặt trước mọi người nè, nó cũng sẽ có một cái miếng da dập cái thằng chữ Louis Vuitton và chữ LV mọi người nè. Và xung quanh cái viền của nó là viền bằng phải zin luôn mọi người. Và cũng có họa tiết. Cái này giống như là mình nghĩ cái họa tiết của cái quần đó mọi người, nó cắt nó bỏ lên gì đó, giống như là những phiên bản custom của những đôi giày Nike mọi người ha. Và ở dưới đấy nó sẽ có một cái chữ Louis Vuitton, kiểu giống như là nó sẽ làm trơn trơn mọi người, và nó cũng có cái độ ma sát nữa đó. Thì các bạn thấy không, chữ Louis Vuitton mà các bạn nên mua về các bạn dán đế lại thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn. Tại vì ở bên nước ngoài các bạn mang không sao, chứ đường ở Việt Nam á, thì đa số là tàn thuốc nè, cái này cái kia, các bạn mang nó rất là dễ bị hư. Và đối với mình thì mình thấy là cái đế của thằng Louis Vuitton á, các bạn coi nè, nó hàng mà hàng real á, các bạn nhìn á, nó sẽ kiểu như là rất là tỉ mỉ mà người ha, nó không có bị kiểu như là lem mực giống như là những cái thằng hàng fake. Fake dù cách mấy mình thấy là cái phần mà lem mực nó làm cũng tệ đó mọi người. Và cái ốc mà sao nó làm bằng chất liệu là bằng nhựa mọi người ha. Ở bên trong thì mình sẽ có một cái lớp giống như là cái lớp bình thường, làm các bạn để ý những cái đôi mà Air Force á, nó cũng sẽ có những cái phần vải êm mọi người ha, dạng mút á. Và ở bên trong nó cũng sẽ có một cái mã code riêng của cái thằng đôi giày mọi người ha. Nó có size số 8 luôn. Cái này size số 8 là 42, chân mình chân cũng 42 mà mình mang vô nó kiểu như nó rộng mọi người. Thành ra size 8 thì các bạn để ý cho nó là 42 năm là sẽ ok hơn. Và cái đôi giày mọi người thì nó sẽ cũng sẽ hơi nặng mọi người ha. Tại vì đa số ở dưới là nhựa đúc, rồi phiên cộng thêm da, rồi thêm những cái phần mà mút đó mọi người. Thành ra là mình thấy nó hơi nặng khi các bạn mang á. Và cái đôi này mình thấy là nam nữ mang đều đẹp mọi người nè. Mà đối với mình đó là cái đôi trainer này á, của nữ nó sẽ mắc tiền hơn là của nam mọi người ha. Nam thì nó rẻ đó mọi người, còn nữ mình thấy nhiều cái size mà nó hiếm á, rất là mắc luôn. Và đây đây là một cái đôi giày luôn mọi người ha, các bạn xem nói chung là đẹp lắm. Các bạn mà lên trên chân của mình á, nhìn nó rất là đẳng cấp và rất là đẹp, thì đáng đồng tiền luôn mọi người. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái đôi giày này, mọi người cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm thông báo cái bên để nhận những video mới của mình. Nhớ cho mình một tim bên TikTok nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.